cậu bé Trần Thành Tài, hiện đang học lớp 6/6, là thành viên mới nhất và ít tuổi nhất của đội nhạc kèn trường Võ Thành Trang. Rất yêu thích âm nhạc. Vì vậy, lúc biết ngôi trường của mình có một đội nhạc kèn, Tài đã lập tức đăng ký tham gia. Hiện nay, Tài là một trong 55 thành viên chính thức của đội. Cùng với các bạn, cậu luyện tập chăm chỉ vào thứ ba, thứ năm, thứ bảy và chủ nhật hàng tuần sau khi các học sinh khác đã ra về. Này các bạn ơi, chúng ta chuẩn bị nhạc cụ nào. Giờ ra ngoài kia tập với lại các anh chị nha. Đội nhạc kèn trường Võ Thành Trang được thành lập vào năm 2001. Sau lời đề nghị tạo ra một sân chơi cho các em thiếu nhi ở trong trường. Vậy rồi, công việc luyện tập và thời gian tham gia biểu diễn như lôi cuốn tất cả. Không lâu sau, đội nhạc kèn này đã trở thành một ngôi nhà chung, nuôi dưỡng một niềm đam mê chung cho các em. Đó là niềm đam mê thổi kèn. Vào năm 2001, thì mình mới giáo sinh mới về trường, được nhà nhiệm sở. Thì thầy hiệu trưởng có nói là hiện tại là trường đang thiếu một thầy cô phụ trách các em thiếu nhi ở trong trường. Thì bản chất của mình cũng là hoạt động đoàn nhiều năm, khi được cái lời đề nghị của thầy thì rất là phấn khởi. Thì từ lúc mà lãnh đạo liên đội thì mình trong quá trình đó thì mình thấy là trường của mình thì chưa có gì nổi bật để có thể tạo một cái dấu ấn ở đó cho các em thiếu nhi. Qua đó thì mình đi nghiên cứu ở khắp nơi thì mình thấy là không có cái cách nào khác là mình thành lập một cái câu lạc bộ, tạo một cái sân chơi cho các em thiếu nhi ở trong trường, vừa làm nghệ thuật mà vừa giúp cho các cái hoạt động đội cũng như hoạt động ở trong trường. Và lúc đó thì mình nảy sinh ý định là làm một cái đội nhạc kèn. Từ 10 thành viên ban đầu đến nay, toàn đội đã có gần 100 em, bao gồm cả chính thức và dự bị. Với số lượng đông như vậy, muốn có được những giai điệu hay, tạo được sự gắn kết từ các loại kèn khác nhau và sự đồng điệu giữa các thành viên trong đội, thì điều đầu tiên phải có là một nhân vật đứng đầu sáng tác. Đó là người phổ nhạc, phối âm và phân bè cho toàn đội. Và nhân vật đó chính là Quyền Trang. Việc mà viết lại nốt mà nhạc cho đội mình thì là từ niềm đam mê của em thôi. Thường thì một bài nhạc khi mà mình lấy từ trên mạng về hoặc là nghe để em viết ra, thường thì nó chỉ là một cái bài nhạc bình thường thôi, cũng chưa được phổ cho kèn. Để mà được phổ cho kèn trong một cái dàn nhạc của tụi em thổi thì đòi hỏi rất là nhiều thứ. Tức là phải phân chia bè ra, bè 1, bè 2 và bè 3. Ví dụ ở bài Ngọn Lửa Cao Nguyên thì bài Jumbo Ombed thường là thổi giai điệu chính của nó là son 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 si do mi si do. Thì sau đó bè 3 là gồm những cây kèn baritone và jumbo thì sẽ đệm vào mi si do để làm cho cái bài nhạc hay hơn, tiết tấu nó sôi nổi hơn như một giai điệu của bài nhạc Tây Nguyên. Trang là một cô bé có thể mình nói là rất là ấn tượng đối với mình. Đầu tiên thì là mình kêu gọi các em đăng ký vào đội. Thì bé Trang lúc mà vào đội là năm lớp 6, nhỏ nhắn và xin đánh trống. Thì khi tham gia như vậy thì mình phát hiện ra là cô bé này có cái năng khiếu rất là đặc biệt. Đôi khi mình nghe một cái bài đó ở trên mạng rất là hay, nhưng mà mình cũng không có thời gian để mình đi kiếm những cái nốt nhạc đó, kiếm những cái bản nhạc đó. Và mình chỉ cần thấy bé Trang thì mình nói là em về em xem giùm thầy cái bài đó như thế nào. Thì mình nghĩ là mình nói nó như vậy thôi, thì em nếu em rảnh thì em xem. Nhưng mà không ngờ là em chỉ cần em nghe cái bản nhạc đó em viết nốt nó luôn. Và mình rất là đáng khâm phục. Sau mỗi buổi học căng thẳng ở trường, cũng là lúc thầy trò cùng ngồi lại trao đổi, thảo luận, chăm chút từng nốt nhạc,
để lựa chọn ra một bài hát thực sự ấn tượng cho đội. À, trong quá trình mà tập vừa rồi thấy là bài này đội mình nghĩ rất là tốt. Nào, bài gì đầy đồng ý chọn một bài đó là bài Biết Trời Vui. Dạ thầy, em đề xuất là bài Một Nửa Cao Nguyên. Tại cái bài đó sẵn cũng nó viết nốt ở nhà, với lại cái điệu nhịp của nó rất là phù hợp với thấy phù hợp với đội mình. Cái bài Một Nửa Cao Nguyên này là dừng không? Rồi khi mà dừng thì thầy đề nghị bạn Trang, đó là bạn Trang đã viết nốt rồi. Mai bạn Trang mang cái bài nốt nó lên cho thầy xem và chỉnh sửa. Đúng rồi, thầy sẽ phiên thôi về cho các bạn ở bên này. Một dàn nhạc với khá nhiều bè thì không thể thiếu đi người chỉ huy. Giang Quy chính là chàng nhạc trưởng đầy trách nhiệm của đội nhạc kèn Tí Hon này. Khi những trang giấy đóng lại sau một ngày học tập vất vả, Giang Quy vẫn tiếp tục với niềm đam mê của mình, vẫn luyện tập nhằm chọn ra những động tác thích hợp để điều khiển toàn đội sao cho nhịp nhàng, bài bản nhất. Em biết đến chỉ huy là vào năm em học lớp 7. Và lúc đó thì chỉ là dự bị thôi. Tại vì lúc đó là còn một chị lớn chỉ huy trước đó. Thì cho đến năm em học lớp 9 và khi ra trường, thì lúc đó thì cái cây chỉ huy em mới dần làm quen nhiều hơn. Cái cảm nhận của em mà khi cầm cây chỉ huy thì khá là sợ và run. Tại vì khi chỉ huy một dàn nhạc thì nó phải cần mình phải tươi, phải biết nhịp và phải biết hiểu ý tất cả các bạn trong đội. Lúc đó thì mới cầm cây chỉ huy lần đầu thì khá là sợ, tại vì không biết mình phải làm gì. Nhưng mà về sau càng ngày càng dài, thời gian thì càng dài thì nó quen dần và nó trở nên là một yêu thích, một niềm đam mê của em. Mỗi lần tập luyện và biểu diễn là một lần để lại dấu ấn cho cả chuỗi thời gian. Vì vậy, bên cạnh những giai điệu, những bài nhạc mới, Quy cất giữ mãi những kỷ vật đã từng theo mình trong suốt chiều dài niềm đam mê từ ngôi nhà thứ hai này. Mỗi người, mỗi cảnh, mỗi em trong đội đều có những khúc mắc khác nhau. Nhưng đối với ngôi nhà thứ hai này, các mảnh đời riêng lẻ dường như được ghép lại, tạo thành một. Tất cả vì một niềm đam mê chung, đam mê thổi kèn. Lan có một gia đình khó khăn về kinh tế. Nhưng đối với em, mỗi ngày được thầy hướng dẫn và được hòa nhịp cùng các bạn trong đội kèn là một niềm vui và niềm hạnh phúc lớn của em. Lan là một cô bé có hoàn cảnh rất đặc biệt ở trong đội. Thì mình cũng vừa mới phát hiện cách đây cũng không có được, nói chung là cũng gần thời gian gần đây thôi. Khi vào các cái buổi trưa thì mình lên sớm thì mình quan sát các em học sinh, thì khi mà lên trường thì là vui chơi. Mà riêng với Lan thì mình thấy bé nó cứ gần gần với lại mấy cái lớp bán trú ở trường.
khi đến lúc mà các bạn lớp anh chú mà lên lớp hết rồi thì thấy bé lấy những cái phần cơm á, phần cơm mà của các cái bạn anh chú ăn còn lại nhưng mà không phải là đồ thừa, như là khi chia khẩu phần xong mà còn dư á, thì bé xin các cái các bạn và phụ trách cái bữa trưa đó lấy cái suất cơm đó để ăn. Mình nhìn xong mình thấy là coi như là mình muốn chảy nước mắt luôn. Không ngờ là, nói chung là mình là người thầy mà mình lại không có nhiều việc quá, mình cũng không có quan tâm rõ đến cái hoàn cảnh của bé nó như vậy, mà tại sao đến ngày hôm nay giờ mình mới phát hiện ra. Mà có điều là mình lấy niềm hạnh phúc đó, là gia đình khó khăn như vậy mà trong 2 năm vừa qua bé vẫn tham gia đội, không có nghỉ một ngày nào hết, và quần áo rất là tươm tất, học thì hành thì cũng rất là giỏi. Cái đó là điều mình rất là phục ở nơi bé Lan. Bên cạnh sự yêu thương sẻ chia từ thầy Quang và bạn bè trong đội, trên con đường âm nhạc của mình, Lan còn có một điểm tựa lớn nữa, đó chính là mẹ em. Cháu Lan nó thích học kèn lắm, tại vì cái đợt năm lớp 6 là nó mới vô lên đợt học đó, là nó có xin, nó nói là mẹ ơi con thấy mấy anh chị thổi kèn rất hay, với lại hả mà con cũng ham muốn vậy đó, cái nó thì con học thì con cứ vô học đi, gia đình cũng động viên và Lan đi học về á, cái xong cái gia đình cũng hỏi Lan nói là con học có được không, cái nó dạ con học kèn rất được, mà thầy Hoàng cũng nói con học rất tốt. Nói chung là gia đình em rất khó khăn nhưng mà em phải cố gắng, tại vì con nó đã thế, con mình nó thích cái môn đó là mình phải cố gắng cho nó, làm sao mà cho nó phải siêng năng và học hỏi nhiều hơn nữa, mình phải lo sao cho con mình nó có cái tương lai rực rỡ hơn. Đầu tiên em thổi kèn em cảm thấy bâng khuâng vì không biết mình có thổi được những cái nhạc cụ của mình được hay không. Sau một thời gian thì các anh chị cho em thổi được những bài nhạc đưa ra, thì thầy cũng có khảo bài tụi em, khảo bài nhạc đó đó. Khi thầy nói là ra một bài nào đó ra thì tụi em cũng thổi được. Vì vậy em tự tin hơn khi mình hoàn thành cái bài nhạc của mình, và em cũng hạnh diện khi mình là một đội viên nhạc kèn trong của trường. Tuổi học trò vốn hay nghịch ngợm và mơ mộng, việc thiếu tập trung trong những giờ luyện tập là không tránh khỏi. Những lúc như thế, các em sẽ bị thầy la. Bị la, ai mà không giận, nhưng các em cũng hiểu rằng la ấy tức là thương. Thương là được khớp. Hoàng Quỳnh ơi, thương rồi. Rồi các bạn đã lại thầy mà các bạn sớm chúng ta chuyển mọi. Trong những buổi tập á, thì nhất là những ngày sắp thi, thì thầy có lo về chuyên môn cho tụi em nên nhiều lúc thầy hơi nóng giận nên nhiều khi tụi em cũng không thể nào trách thầy được, tại vì tụi em cũng có nhiều lúc làm sai làm cho thầy buồn. Những lúc đó thì em cảm thấy giận thầy lắm, nhưng mà nghĩ lại thì thầy làm thế cũng chỉ vì muốn chúng em giành được những thành quả tốt nhất trong kỳ thi sắp tới. Cây có gốc, sông có nguồn. Ai đã từng là thành viên của đội kèn trường Võ Thành Trang, từng lớn lên giữa nơi tràn đầy tình bầu bạn, từng cùng chung một niềm đam mê. Nay dù có đi đâu, dù trong giai đoạn nào của đường đời, vẫn nhớ mãi về ngôi nhà thứ hai này. Phạm Hữu Tài hiện đang theo học tại Nhạc viện thành phố Hồ Chí Minh, nhưng trong sâu thẳm tâm hồn Tài vẫn nhớ về cái nôi đã nuôi dưỡng cho niềm đam mê của mình.
Em bây giờ là bắt là